Welcome các bạn đến với MV Nguyễn Family. Hôm nay là cuối tuần rồi nha cả nhà, cho nên là đi chợ mua trái cây về ăn ha. Và tự nhiên không biết sao hôm nay đi ngang qua cái hàng sầu riêng các bạn. Và tự nhiên mình rất là thèm sầu riêng, cho nên là mua một trái sầu riêng về thử các bạn ha. Mà các bạn biết không, ở bên Mỹ thì mùa này mình cũng chưa thấy là có sầu riêng mới tươi đây, cho nên là cái này là sầu riêng đông lạnh nha các bạn. Mà cái trái này thì mình cũng cố gắng lựa lắm rồi đó mới được như vậy, chắc cũng hy vọng là nó sẽ ngọt nha các bạn. Bởi vì cái này hình như họ nhập ở Thái Lan đó, thì đôi khi là hên xui thôi. Các bạn thấy không, nó cũng đã nứt ra rồi thì mình nghĩ hy vọng nó đã chín thì nó sẽ có cái mùi ngọt nha. Thì bây giờ mình giới thiệu sơ qua một chút nha. Tự nhiên đi một vòng tự nhiên quá trời trái cây luôn, tại vì bây giờ là bắt đầu vào mùa rồi đó các bạn. Thì cái này là 4 đồng một pound ha, mà cái trái này cũng khoảng là 27 đồng nè các bạn. Còn đây là cherry này các bạn, thì ở Mỹ bây giờ đang vào mùa cherry, thì có cherry màu đen và cherry màu vàng. Thì cherry màu vàng này cũng rất là ngon, rất là ngọt các bạn, thường thường rất là ngọt nha. Hôm hồi nãy mình thấy cái cherry màu đen á, nó bị dập nhiều quá cho nên không có lấy, thì mua cherry này ha. Bên cạnh đó thì cũng có một cái xoài tượng ha, cái này mà chút nữa là làm chấm nước mắm này. Và bên đây là chôm chôm các bạn ơi, chôm chôm người ta bán một thùng á là 13 đồng nha. Nếu mà mua một pound á là 4 đồng rồi, mà mua một thùng á 10 pound là bán có 13 đồng thì rất là rẻ cái giá phải chăng nha. Và cái hiệu cherry thì mình rất là thích các bạn, nhất là cái mùa này, đặc biệt là riêng cái trái cherry đó các bạn, nếu mà mình ăn thường xuyên sẽ giúp cho cái thấp khớp của mình rất là nhiều nha. Thì bây giờ để mình cắt cái trái sầu riêng ra nha, để coi thử là cái vị nó có ngon không. Hy vọng nó rất là ngon. Có những lần mình đi mua đó về nó bị sượng các bạn, giống như là họ hái mà sớm quá, cho nên là mình chế ra bằng cách là mình bỏ sữa, bỏ đường vào, cái mình làm sinh tố cho các con uống. Thì hy vọng thấy cái trái này nó nứt rồi, hy vọng nó đã chín rồi nha các bạn. Và bây giờ mình thấy là nó nứt ra, nhìn hấp dẫn các bạn ha. Mình chỉ lấy cái dao mình tách nhẹ thôi mà nó ra này các bạn. Mình coi nha, đây u rồi đó, nhìn hấp dẫn quá các bạn ha. Hy vọng là trái này rất là ngon, rất là thơm. Mà các bạn biết không, có một cái điều mắc cười là con của mình á là sanh ở Mỹ nha, nhưng mà giỏi ăn sầu riêng lắm. Lúc đầu mình cũng hỏi với con ăn được không, thì nó cái mùi này thơm quá. Tại vì đôi khi á mình có những gia đình á mấy bé không có ăn được thì nói là hôi, trời đất ơi cái mùi này thì mình thấy rất là thơm phải không các bạn, ghiền luôn á, ăn cái này là ghiền luôn á đó. Thì theo như mình thấy thì cái trái sầu riêng này rất là ngon rồi các bạn, coi này nó nhiều muối nữa, trái nhỏ xíu thì siêu à, mà quá trời muối luôn. Mà cái vỏ này nó cũng rất là mỏng nè các bạn. Thì đôi khi là hên xui ha, gặp cái trái mà nó ngon á thì coi như trái nhỏ xíu xíu vậy á mà cũng quá trời muối luôn. Để mình coi nha, là coi được bao nhiêu muối trong cái trái này nha. Đó. Thì đi chợ đôi khi tới cái mùa đó các bạn, là nhà hiền ăn trái cây lắm, ăn lui ăn tới hoài những cái món mà khoái khẩu này. Thì phải nói rằng nếu mà các bạn mà ở bên Cali thì như là hay là Houston á thì có tươi, còn ở bên đây thì mình không được như vậy, thì đông lạnh là phần nhiều mà họ nhập từ Thái Lan, cho nên nó cũng đảm bảo chất lượng. Mình thấy hấp dẫn quá các bạn ha, mình thấy quá trời muối rồi các bạn, cái trái thì rất là nhỏ mà quá trời muối luôn. Wow, nhìn hấp dẫn quá, cái này là chắc chắn là thơm ngon rồi đây các bạn. Wow, coi này coi ngon không, chút nữa con ăn ha. Yeah. Ăn hay làm sinh tố, ăn đi ha. Các bạn thấy không, một cái trái thì rất là nhỏ nha, nhỏ xíu xì xiu như vậy đó. Các bạn coi này, chỉ gần đây thôi á, đây mà nó cũng, mình lựa nó cũng ok thôi, không có gì không có gì đặc biệt lắm nha. Nhưng mà nó ra cái ra được chừng được một, là đếm từ được bao nhiêu muối nha, 1 2 3 4 5 6 7 8, đúng 10 muối luôn. Hên quá các bạn ha. Rồi bây giờ mình thử thử nó có ngọt không nha. Và bây giờ mình thử nha các bạn, mình thử thực sự ra thì cầm tay ăn cho nó đã ha, nhưng mà thôi kệ, giờ mình thử. Ngon mà ngọt lắm các bạn, rất là fresh luôn á. Ngon quá. Cái này mà con gái mình rất là thích làm sinh tố này, nhưng mà hôm nay ngon chút nữa là cô bỏ vào trong cái chén, cô bỏ trong freezer á, ăn rất là ngon. Nói mình thử sơ qua như vậy. Hôm nay ngon quá, hôm nay hên mua được trái sầu riêng ngon này con đó. Cho nên là mùa hè bên đây rồi, đôi khi trong cho tới mùa hè đó các bạn, để được thưởng thức những cái món ăn mà rất rất là, hồi ở Việt Nam mà mình đam mê cỡ nào thì qua đây mà mua được những cái này mà ăn thì rất là quý các bạn.
Rồi bây giờ mình qua cái cherry nha. Cái cherry này á, là vật nó rất là ngọt nha, để rất là tươi trong mùa họ mới về, cho nên cũng rất là ngon. Để mình ăn thử cherry coi thử là nó ngọt không bao nha. Hồi nãy thì lại thử sầu riêng trước rồi, nhưng mà cái này thì cũng ok. Rất là ngọt các bạn. Tuy rằng mình đã thử sầu riêng qua một chút, nhưng mà cái cherry này nó luôn luôn ngọt vậy đó các bạn. Rất là ngon ha. Đã làm thường thường á, thì cherry này á, làm 4 đồng 99 hay là 5 đồng 99 là các bạn. Mà hôm nay nó special sale, nó cho một người customer mà đi chợ mua là chỉ được mua hình như là 5 pound à. Hồi nãy mình nhìn hình như được mỗi người chỉ được 5 pound thôi các bạn. À, tại vì nó trong cái chợ là họ chia ra, là ví dụ như là phải có một cái món hàng ví dụ gọi là loss leader như vậy, để câu khách vào. Đó thì mình thấy hay quá, nếu mà cái giá mà cherry màu đen mà cherry này bằng giá thì ăn ngon hơn rất là nhiều, cho nên là mình lại đi chọn cái này. Và qua đây là chôm chôm ha, bây giờ mình lấy một trái chôm chôm mình mở ra coi thử nó còn tươi không nha các bạn. Chôm chôm cũng rất là tươi này các bạn, đó nhìn cũng rất là hấp dẫn ha. Đó, trời ơi, là hôm nay là cuối tuần đó các bạn, cho nên đó là đi chợ là thấy trái cây mới về nhiều quá mà rất là thích luôn. À, đặc biệt là xoài đó các bạn, là xoài tượng này mà mình làm món đường á, mình chấm rất là ngon. Mà thật sự ra là hôm nay trên cái bàn này tất cả những cái trái cây này là favorite của gia đình hết đó các bạn, là cái gì cũng thích hết. Và đặc biệt là cherry để có cái hương vị riêng, nó ngọt mà nó ngọt thanh lắm, rất là thích nha. À, rồi sầu riêng thì nó có cái ngọt của nó, nhưng mà ví dụ như mình dùng 1 2 muối cũng rất là đậm đà. À, chôm chôm thì cũng có rất là tươi nè các bạn ha. Đó, vậy hôm nay mình mời cả nhà ăn trái cây cho vui nha. À, và cuối tuần rồi chúc tất cả mọi người có một cái buổi sáng thật là bình an, và có một cái cuối tuần thật là ấm cúng bên người thân của mình. Thank you so much for watching and I hope you have a wonderful weekend.